giặt diều mùa xuân theo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt diều mùa xuân theo én về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng lành. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Xuân theo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mình. Gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Bên sông một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Aira xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả Aira VIP Cup, một bước tiến hoàn toàn mới của trung tâm Aira nhằm mang lại cho quý vị khán giả sự thuận tiện nhất và dễ dàng nhất. Quý vị hãy vào trang nhà www.trungtamaira.com và subscribe ngay vào Aira VIP Cup chỉ với 4.99 đồng cho một tháng. Quý vị hoàn toàn có thể xem các chương trình do trung tâm Aira sản xuất từ trước đến nay, bao gồm các chương trình mới được phát hành và các talk show mới do Aira thực hiện mỗi tuần. Chỉ với 4.99 đồng mà thôi, quý vị có thể nghe những CD album và hát karaoke tất cả những hòa âm hay của trung tâm Aira. Quý vị sẽ hài lòng về chất lượng âm thanh tuyệt vời và hình ảnh HD. Subscribe Aira VIP Club, quý vị sẽ được xem và thưởng thức những chương trình live concert trên mạng miễn phí, xem những MTV mới nhất. Quý vị sẽ được bớt 30% khi mua những sản phẩm độc quyền của trung tâm Aira. Hãy subscribe Aira VIP Club ngay hôm nay trên trang nhà www.trungtamaira.com.